Chào các bạn, mình đang ở tại một cái nhà hàng của người Việt Nam. Hôm nay đi làm về hay làm khuya quá mệt cho nên ghé ăn một món ăn nào đó. Thì khi mình vào cho đây thì mình dọn cái menu các bạn. Ở đây thì người ta không có dùng menu theo kiểu tờ giấy mà mình phải scan một cái barcode này. Mình scan vào barcode thì nó hiện lên tất cả các món mình chọn. Mình chọn cái món chả cá lá vọng. Chả cá lá vọng ở đây thì mình thấy ở người Mỹ này thì những cái nhà hàng mà bán chả cá lá vọng thì chắc không bao giờ thấy. Hầu hết là mình ở Mỹ rất là lâu, mình không thấy bán cái món này. Hôm nay mình muốn ăn thử một cái món chả cá lá vọng ở tại một nhà hàng của người Việt Nam. Cảm giác này giống cái chả cá lá vọng ở trên đường Hồ Xuân Hương ở Sài Gòn hay không? Mình muốn thử chả cá lá vọng này và mình sẽ review cho các bạn xem. Các bạn theo dõi nha. Chả cá lá vọng thì không làm giống như ở Việt Nam đâu các bạn, nó hơi khác. Nhưng mà thiếu cái lá thì là ở đây thì người ta làm theo cái lá ngò, cọng lá ngò. Chả cá lá vọng là một cái con cá rất là đặc biệt ở ngoài Bắc đó, các bạn. Nhưng mà đây mình nghĩ thì cá này cá ba sa, làm cá ba sa các bạn. Phi lê là lọc thịt ra, nhưng mà làm trên một cái lò như thế này bằng gang các bạn, cho nó nóng, nó giữ nóng thôi. Là như vậy. Nhưng mà có cần hơn không các bạn ơi, chứ giờ thèm quá rồi. Mình lại thích ăn cá, mình là thánh ăn cá, cho nên mình hầu hết là trong bữa ăn của mình là 85% là ăn cá, còn 15% còn lại thì mình ăn đậu. Đây là họ cho mình thêm bún nữa các bạn, bún nó có hành phi nè, có thêm khóm nè, được cà rốt, đây rau thơm, họ phải cho rau thơm và dưa leo, có thêm dưa leo thấy không? Thêm một cái ly nước suối để mà uống. Rồi bên đây mình xin thêm cái chén, mình cũng có làm, tại vì chả cá lá vọng này nó có mắm nêm, mắm tôm, nhưng mà mình không ăn mắm nêm, cũng không ăn tôm, mình ăn nước mắm, thì mình xin nước mắm. Sang tay lên ăn khí thế. Mời các bạn nha. Cho mình xin một chút xíu giá không? Nếu không á. Cá này họ không có đem nước mắm.
không có nêm gì gia vị gì. Nó rất là lạ, tại vì có rất là nhiều người ăn nem thì người ta chấm với mắm nêm, chạy mắm nêm, nhưng mà mình ăn mắm nêm thì nó hôi cái miệng, mình ăn không thích. Thì cảm ơn chị, cho nên cái này rất là lạ, nhưng mình phải chan nước mắm rất là nhiều. À, cho nên ăn như vậy đúng là khẩu vị của mình, là cá phải làm lạ, thì mình phải thêm cái nước mắm hay là cái gia vị mặn do ý của mình. Mình thích cái món này đó, mình ăn thử cái bốt, mình sẽ quay lại ăn lại. Một cái phần như thế này, một cái phần bốn miếng cá to như thế này các bạn, bún cầu đầy đủ, thì mình có xin thêm phần giá nữa nè. Đó thì tổng cộng là luôn thêm thuế luôn nha các bạn, 24 đồng một phần, thì tính ra tiền Việt Nam thì có 500.000 thôi. Nhưng mà rất là xứng đáng, rất là ngon. Chả cá lá bọng có bánh đà các bạn ha, bánh tráng, ăn thêm bánh tráng nữa mình nhớ. Nhưng mà bên Mỹ này ăn lại ăn khỏi cầu kỳ. Mấy cái rau này nè, tí to các bạn, mùa đông á, nó héo hết rồi, nó mới tươi. Mấy rau này ăn bún riêu nè, quên tiếng Việt không biết gọi là gì, mince, nhưng mà không biết gọi sao hết.
mình đến nhà hàng này vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, cho nên là còn vắng khách, bàn trống không, nhân viên ngồi tứ phía luôn. Đây là cái nhà hàng mà mình ăn chả cá lá vọng đó các bạn, Bạn My Restaurant các bạn ha. Muốn chia sẻ các bạn biết là đây khu vực cộng đồng người Việt Nam rất đông. Một ngày nắng đẹp trời, ngày hôm qua thì mưa rất là lớn, sáng nay cũng mưa nhưng mà hôm nay là mặt trời lên, nắng đã lên rồi, bầu trời rất đẹp.